cũng ra vàng da nữa hả? Hả? Họ trên đi, đứng đây nè, đứng đây. Còn sống luôn á chứ hả? Còn sống, cô còn sống luôn á chứ. Khám thì sợ thấy trứng mọng ở cái dưới bờ sườn khoảng cỡ 4-5 cm, sợ thấy gan to dưới bờ sườn khoảng 2 cm, kích thước gan là cỡ 14-15 cm. Gan to, tôi mặt gan to, không có đau cái gì. Đó là công tác bệnh án hay đặt vấn đề? Đặt vấn đề. Trong khoảng thời gian bệnh thì bệnh nhân có bị sụt khoảng chính khí trong khoảng 1 tháng rưỡi. Thì vấn đề ở đây thì có là bệnh nhân nữ 62 tuổi có hội chứng tổn thương và có hội chứng bệnh nhân tăng mỡ. Sụt cân có thể do tiểu đường không kiểm soát rồi sao? Nữ 62 tuổi tiểu đường, hội chứng cận tra, hội chứng tắc mật, túi mật căng to. Hết chưa? Chẩn đoán là gì? Tại sao ca đậu tụy không là ca những vùng khác lân cận, sao không là ca bóng 3T hay ca